Con thì không có được, đầu tiên không có được lòng về gia đình nhà chồng nhiều lắm. Tại vì khi mà chồng con ngày đầu tiên dẫn con về ra mắt á, thì là kiểu như nhà chồng con thì không thích người miền ngoài, nên đầu tiên sẽ là nhìn mình giống như là cười cười, nhưng mà kiểu cũng không có nói chuyện nhiều với mình. Cái tự nhiên mình cũng hơi bị ngại ngùng. Nhưng mà con cái mình vẫn bị tâm lý, tại vì gia đình nhà con là gốc người miền ngoài, thì con là Bắc Trung ở Thanh Hóa, thì ông nội của con là gốc người Hoa nữa, rất là khó tính. Cái khi quen ông này thì gia đình là sợ là trai thành phố chơi bời, không có lo làm ăn đó. Có gì là nhà em cũng lo sợ nữa. Dạ. Chắc là trong cái khoảng thời gian mà hai bạn ở với nhau á, dạ, nó cũng phải trải qua nhiều thứ đó Toàn. Dạ. Rồi như Tuấn là Tuấn, em là người gốc miền Nam, thì thật ra nha, sẽ có người này người kia, nhưng trên bệnh viện người ta thường sẽ nói là người miền Nam rất là dễ. Dạ đúng. Thì em thuyết phục vợ ở cái thời điểm đó như thế nào và thuyết phục gia đình ra sao? Lúc mà em quen với vợ em thì em cũng biết là vợ em là người Bắc, ba em là gặt người Nam luôn, nhưng mà lại có làm việc chung với người miền ngoài. Thì ba em cũng có nói là những người đó rất là khó tính. Em cũng suy nghĩ là chắc mình cũng phải suy nghĩ như thế nào để thuyết phục cho ba mẹ với gia đình. Sau khi mà quen biết với vợ em được 3 năm, sau khi em quyết định là dẫn vợ về để gắn mắt ba mẹ, thì để em coi coi là vợ em hoặc là gia đình em, mọi người có hòa hợp chung với nhau không? Cái phản ứng của bên nhà của con như thế nào, phải không? Dạ, rồi vợ con cũng có hỏi lại là nếu lỡ ba mẹ không chấp nhận thì sao? Đó là câu anh muốn hỏi. Dạ. Dạ. Thì em mới nói là em thương vợ em và em cũng đã quyết định là vợ con sau này cùng con đi suốt cuộc đời này, thì con sẽ cố gắng thuyết phục gia đình của mình và kể cả gia đình của vợ của con. Cái mày mà ổng dẫn con về nhà ấy, là bên nhà chồng con thì cũng mọi người cũng nhìn con, nhưng mà theo kiểu là ở không biết cái con bé này nó ở người miền ngoài đó, nó có giống như những người khác đồn là ở người miền ngoài khó tính này này kia hay không, hay là khó gần, hay là cái tính cách nó kỳ khôi hay không. Con ngồi con cũng cười cười thôi, con cũng không biết nói gì hết. Mà ông này á, ông rất là thương con. Có một cái là lúc ông thấy con đi làm xong rồi á, qua một năm sau thì vô tình con thi á, con lại bị rớt lại một môn, con phải lấy cái bằng sau ổng một năm. Thì ông ra trường trước, ông đi làm. Cái lúc đó là tự nhiên hai đứa là nói là thôi bây giờ á, gia đình hai bên mà cứ khó khăn như vậy á, thôi con mệt mỏi quá, thôi mình suy nghĩ lại đi,